Thuốc Sotrovimab có tác dụng với mọi đột biến của Omicron. Mắc xích yếu trong lá chắn chống dịch. Ông Olaf Scholz chính thức được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị, theo các nguồn tin ngoại giao, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 từ một quan chức Liên Hợp Quốc mắc COVID-19 và phải cách ly trong vài ngày tới. Ông Antonio đã phải hủy bỏ một số hoạt động tham gia trực tiếp đã được lên kế hoạch. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric đã từ chối công bố thông tin về tình hình sức khỏe của ông Guterres. Trước đó, ông Dujarric cho biết ông Guterres mới đây đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Theo trang Daily Mail, các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng thuốc Sotrovimab do tập đoàn dược của Anh và Mỹ cùng phát triển có hiệu quả với 37 đột biến có trong biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể Sotrovimab do tập đoàn dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline của Anh và công ty Ver Biotechnology của Mỹ phát triển đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Chức năng của Vương quốc Anh phê duyệt sử dụng. Các thử nghiệm cho thấy loại thuốc này giảm 79% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có các triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình. Sotrovimab có tên thương mại Sevudi, được coi là vũ khí hữu hiệu trong cung cấp kháng thể, giúp cơ thể chống lại mầm bệnh, trong khi các loại thuốc kháng virus can thiệp vào cách virus sinh sản. Chính phủ Anh đã đặt hàng khoảng 100.000 liều thuốc Sotrovimab. Chính phủ Mỹ cho biết nhu cầu tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 của người dân nước này đang tăng cao kỷ lục. Hàng triệu người dân đã đi tiêm phòng trước lo ngại về biến thể Omicron. Theo dữ liệu công bố ngày 7 tháng 12, trong tuần trước, mỗi ngày có gần 1 triệu người Mỹ tiêm mũi tăng cường bằng một trong ba loại vaccine được cấp phép. Đây là con số theo ngày cao nhất kể từ khi các cơ quan quản lý nước này cấp phép tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành vào tháng 9. Điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Sheehan cho biết, trong tuần trước, Mỹ có gần 7 triệu người tiêm mũi tăng cường. Từ giữa tháng 11, các cơ quan quản lý của Mỹ đã mở rộng đối tượng đủ tiêu chuẩn tiêm mũi tăng cường là tất cả những người trưởng thành. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết khoảng 47 triệu người ở Mỹ hiện đã được tiêm mũi tăng cường, chiếm gần 25% tổng số người trưởng thành đã tiêm phòng đầy đủ ở nước này. Thưa quý vị, cho tới nay, biến thể Omicron đã được ghi nhận tại 57 quốc gia. WHO đã nhiều lần đưa ra thông điệp rằng cuộc chiến chống đại dịch rất cần sự đồng lòng và đoàn kết của cả cộng đồng quốc tế, mà lần này là trong vấn đề phân phối công bằng vaccine. Giờ đây, sự xuất hiện của Omicron càng cho chúng ta thấy rõ rằng khoảng cách khá xa về tiếp cận vaccine chính là mắt xích yếu nhất trong tấm lá chắn chống đại dịch. Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi ngày 24 tháng 11. Lúc này, châu Phi chỉ có 10,4% dân số đã được tiêm một mũi vaccine. Ở Bắc Mỹ, tỷ lệ này là 64%, châu Âu là 62% và châu Á là 23%. Rõ ràng, châu Phi là nơi có số dân được tiêm chủng thấp hơn hẳn so với các khu vực khác trên thế giới. Tới nay mới chỉ có 5 trong số 54 quốc gia châu Phi đang trong tiến trình đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới là tiêm chủng đầy đủ cho 40% dân số đến cuối năm 2021. Cứ 15 người dân châu Phi thì chỉ có một người đã hoàn thành tiêm chủng. Môi trường lý tưởng nhất khiến cho virus sinh sôi là môi trường có cả những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm, song tỷ lệ những người được miễn dịch thấp. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi xem bản đồ tiêm chủng của thế giới. Châu Phi giống như lục địa bị lãng quên. Sự xuất hiện của biến thể Omicron phù hợp với những dự đoán của các nhà khoa học rằng virus liên tục đột biến và lây lan ở những khu vực có khả năng tiếp cận vaccine còn hạn chế, và châu Phi là một ví dụ. Châu lục này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine ngừa COVID-19 do không thể tự tiếp cận với nguồn vaccine toàn cầu. Hầu hết các nước trong khu vực phải dựa vào nguồn vaccine của chương trình COVAX. Do đó, chương trình tiêm chủng ở các nước châu Phi diễn ra rất chậm chạp. Mặc dù trong những tháng gần đây, các đợt bàn giao vaccine cho châu Phi đã tăng, nhưng hệ thống y tế yếu kém và hạn chế về cơ sở hạ tầng đã cản trở nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng.
Biến chủng mới lây lan là hậu quả của việc thế giới không tiêm chủng một cách công bằng, khẩn cấp và nhanh chóng. Giới khoa học đã từng cảnh báo điều này với biến thể Delta. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ 7 trong số 54 nước châu Phi có khả năng đạt được mục tiêu về tiêm vaccine. Omicron càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy Omicron có lẽ không gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đây, cũng như ít khả năng biến thể này né tránh được hoàn toàn sự phòng ngừa của vaccine. Tới nay cũng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo liên quan tới Omicron. Tuy nhiên, lo ngại trước khả năng lây lan của biến thể mới, hàng loạt quốc gia ở châu lục khác đã ngay lập tức ban bố lệnh cấm đi lại với một số nước châu Phi. Việc cấm đi lại không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của biến thể. Việc đó là không công bằng với chúng tôi. Dù tuyên bố đóng cửa biên giới với các nước châu Phi từ sớm để ngăn chặn Omicron, thì biến thể này vẫn cứ xuất hiện ở Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Anh cùng Liên minh châu Âu, và hiện nay nó đã xuất hiện ở 57 quốc gia chỉ sau 3 tuần. Riêng tại Nam Phi, tâm chấn của đợt bùng phát biến thể Omicron, ít nhất 500.000 giao dịch đặt chỗ du lịch đến quốc gia này đã bị hủy chỉ trong 2 ngày, gây thiệt hại khoảng 62 triệu đô la. Ước tính rằng nếu lệnh cấm hiện tại được duy trì, ngành du lịch có thể mất gần 80% hoạt động kinh doanh dự kiến từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Châu Phi đang đứng trước nguy cơ bị tụt hậu và ít có cơ hội vượt qua đại dịch COVID-19 khi chủ nghĩa apartheid vaccine vẫn còn tồn tại. Tổng giám đốc WTO Tedros Ghebreyesus từng nhận định đây không chỉ là vấn đề về mặt đạo đức mà còn là sự thất bại về mặt dịch tễ học và kinh tế. Sự bất bình đẳng này càng kéo dài thì đại dịch cũng sẽ chưa thể kết thúc. Theo hãng tin AFP, hôm nay ngày 8 tháng 12, lực lượng không quân Ấn Độ thông báo đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nước này, tướng Bipin Rawat, trước đó cùng ngày. Trong tuyên bố đăng trên Twitter, lực lượng không quân Ấn Độ cho biết máy bay trực thăng Mi-17 chở tướng Rawat, 63 tuổi, đã gặp nạn tại Tamil Nadu, miền nam nước này, khi đang trên đường đến một trường quân sự. Hiện chưa rõ tình trạng của ông Rawat. Trong khi đó, theo lực lượng cứu hộ, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Rawat được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có chức danh này. Ngày 8 tháng 12, Quốc hội Liên bang Đức đã bầu ông Olaf Scholz, 63 tuổi, làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, kế nhiệm bà Angela Merkel. Ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ 9 của nước này. Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, ông Olaf Scholz đã nhận được 395 trên 707 số phiếu thuận, với tổng cộng 416 ghế tại Quốc hội. Liên minh đèn giao thông gồm 3 đảng Dân chủ xã hội SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do FDP chiếm quá bán số phiếu cần thiết. Trước đó, nữ chủ tịch Quốc hội Barbara Bass đã chủ trì và phát biểu tri ân nữ chính trị gia kỳ cựu Merkel sau 16 năm cầm quyền nước Đức. Các nghị sĩ Quốc hội đã dành tràng pháo tay dài để bày tỏ tri ân với nhà lãnh đạo này. Bà Angela Merkel cũng nhiều lần đứng lên và vẫy tay thể hiện sự cảm kích trước các nghị sĩ. Nhật Bản dự kiến giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn tăng lương nhân viên. Điều này được cho là nằm trong nỗ lực của Nhật Bản để đẩy mạnh tăng lương cho người lao động. Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp tăng lương nhân viên nằm trong nội dung kế hoạch cải cách thuế thường niên của Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản. Theo kế hoạch, những công ty lớn nâng 4% lương so với năm trước đó cho người lao động sẽ được giảm tới 30% thuế thu nhập. Những công ty nhỏ nâng 2,5% lương sẽ được nằm trong nhóm giảm tới 40% thuế. Các doanh nghiệp không nâng lương cho người lao động sẽ không được đăng ký giảm thuế trong một số lĩnh vực như nghiên cứu, phát triển đầu tư, mạng không dây 5G, chuyển đổi số. Kế hoạch này sẽ là nền tảng cho các chính sách thuế của chính phủ Nhật Bản trong tài khoá bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.